Rồi chào anh em nha. Hôm nay em lên cho anh em xem một cái con máy đào KH007. Con này thì rin nguyên bản nha anh em nha. Nói chung là cái màu sơn nó hơi bị lem luốc thôi, chứ còn xe thì còn rất là chắc và rất là đẹp. Tại vì xe bãi thì mình không có tính những cái nước sơn gì đâu, mình phải tính theo cái chất máy thôi, và chất xe, chất xe và chất máy nha. Con này chạy động cơ Kubota hai máy luôn, hai máy luôn nha. Động cơ hai máy, con này 8 ngựa, hai máy 8 ngựa nha anh chị nha. Tại vì xe thì nó rất là nhỏ gọn nên là nó chỉ chạy động cơ cỡ đó thôi, nhưng mà rất là mạnh. Đó. Bình thì thay bình mới rồi. Xe thì máy móc rin nha anh chị nha. Nói chung xe rin hết, không có lai sửa chữa cái gì hết á. Dàn chân rất là đẹp luôn. Đây dàn chân này. Đó, nhìn lì 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 rất đẹp ha. Đó. Nhông, nhông mập chắc, xích mới 99,9%. Đó. Xích này. Xích mới 100% luôn nha. Phải 99,9% nữa. Đó, rất là mới luôn. Làm ủi nè, thẳng thắn đẹp. Làm này thì bề ngang nó tầm 60-70 nha bà con nha. Đó, 60-70. Đó, đầu trâu này. Đầu trâu thì cứng cáp sạch sẽ. Đó, không xì sọt, không rơ ha. Đầu trâu rất chắc chắn. Dây nhợ hồ dây rin hết. Đó, dây rin về là còn nguyên bản hết ha, không bị xì sọt kiểm tra hết rồi. Đó, ti rồi không xì sọt luôn. Ti không xì sọt luôn nha. Ti phốt rin hết, không bị xì hết. Đó. Gầu thì nó dễ thương lắm, nó chỉ có 30 thôi. Đó. Con này nói chung là dành cho những em nào chui vô những cái vườn cà phê này nọ, trong vườn này nọ múc mương múc ấy rồi thì rất là ok luôn. Nói chung những cái dòng nhỏ nhỏ này thì bà con dặn rất là nhiều luôn, nhưng mà hàng này thì rất là hiếm nha. Đó, hàng to thì bà con có tiền là lúc nào mua cũng được, nhưng mà hàng nhỏ thì nhiều lúc cần thì mua không ra luôn nha, từ vì dòng nhỏ này rất là ít luôn, lâu lâu nó mới về thôi. Nhưng mà đợt này tự nhiên nó về một đợt mua được mấy con.